Rồi hiện tại em thay sức sơ. Để cái bao mà nó để cái bao mình. Còn có cái nhiệt hết trơn. Được nó lên cái bao. Ừ. Thay xích ba lăng 0.5 tấn 25 m tải nha. Tao vào đi. Thay không nặng nồi. Rồi. Từ đó mình chở thôi. 1 m. 2 m. Cắt cho hồi 25 cắt. Cắt trong hồi 25 xích tải nha. Cầm cho nó đi cho nó đỡ mở tay. Đấy lại lau lại cho người ta, cho nha Đạt lau cho sạch sẽ lại rồi mới bỏ vô. Cầm lên kéo cho nó dài nhiều nhiều chút xíu coi coi có bị gì không. Nữa đây. Rồi rồi rồi, kéo ngược lại đi, kéo ngược lại. Bị chạy xuống dưới. Rồi ok. Rồi ok.